Rồi chúng ta nhìn cái đề, chúng ta sẽ bắt đầu làm từ đầu. Như vậy ở trong cái phần đề này, các bạn thấy là hôm trước thầy có nhắc là cái đề người ta ghi là trong ổ đĩa H. Trong ổ đĩa H. Vậy thì lúc mà mình thi, nếu trường hợp mà cái chỗ cơ sở thi mà không có ổ đĩa H thì chúng ta sẽ làm gì? Làm gì nào? Thì cái cán bộ coi thi, người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn là tạo cái thư mục đấy ở đâu. Giả sử trong máy của thầy chỉ có ổ đề thôi, thì chúng ta sẽ tạo cái thư mục bài thi của mình trên ổ đĩa D. Tạo cái gì? Bài tập TH03. Thì lúc đấy người ta yêu cầu mình tạo cái gì thì mình tạo cái đấy theo cái thư mục bên này. Ví dụ bài tập TH03, chỗ này chúng ta chọn New Folder, bài tập TH03. Sau đó chúng ta vào, chúng ta tạo tiếp. Chúng ta có thể cho nó nhỏ cái cửa sổ nè, kéo qua đây. Rồi cái cửa sổ mà Windows Explorer của chúng ta, chúng ta cho nhỏ qua bên này. Như vậy hai cửa sổ hai bên để chúng ta nhìn cho nó dễ. Lúc mà đi thi các bạn cũng có thể kéo cái tiêu đề ở trên nè, thấy không? Đây, kéo trên này, kéo thẳng qua bên sát lề nhé. Kéo sát lề thì nó sẽ tự động nó nhỏ một nửa màn hình. Rồi chúng ta tạo tiếp folder gì? Lưu bài thi. Chú ý giùm thầy không nói chuyện nữa, tí nữa nói. Rồi tiếp tục cái nữa là thành phố Hồ Chí Minh. TP.HCM. Dù bạn có quen cách hay là bạn có cách 2-3 cái cũng kệ nó, không cần sửa, miễn có là được. Rồi cái nhỏ ở bên trong, nếu mình tạo new folder này là sai rồi, bởi vì bên trong nó có quận 1, một nhỏ là quận, hai nhỏ là huyện. Như vậy chỗ này chúng ta bỏ. Vào bên trong thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có 1. quận. Rồi chúng ta tạo tiếp 2. huyện. Rồi lỡ không có viết hoa kệ đó, thực ra người ta cũng không chấm đến mức đó đâu. Tân Bình, tiếp tục Tân Phú, quay trở ra nào, vào huyện, các bạn sửa lại Cần Giờ, các bạn sửa lại Củ Chi. Rồi tiếp tục mình làm gì nữa? Trong ổ đĩa C, tìm và sao chép hai tập tin có phần mở rộng là TT và kích thước dưới 50 kg. Trong ổ đĩa C, các bạn sẽ search giúp cho thầy. Nếu như bạn gõ liền á thì bạn không thấy cái kích thước file. Bạn click chuột vô cái biểu tượng này giúp thầy, mở rộng lên. Bạn click chuột vô, sai. Ủa sao cái này nó không có sai đây ta? À, bạn chọn sai ở đây. Kích thước nhỏ hơn bao nhiêu? 16 kg đến 1 mê. Người ta nói kích thước bao nhiêu nào? Nhỏ hơn 50 kg. Ok, mình lấy nhỏ hơn 50 kg thì mình lấy 16 kg. Nhỏ hơn không? Dễ hơn đúng không nào? Còn nếu bạn lấy đến 1 mê cũng được, nhưng mà nó sẽ tìm ra nhiều cái file lớn hơn 50 kg. Mình lấy 16 kg đi cho nó chắc. Rồi file sao chấm txt. Đây rất nhiều, 7 kg. Chép hai file bất kỳ, người ta chỉ cần như thế thôi. Các bạn sẽ chép hai file bất kỳ. Mình có thể là lấy hai file bất kỳ có phần mở rộng là txt, chép vào thành phố Hồ Chí Minh, vào thư mục Tân Bình. Rồi bạn chọn hai file, Ctrl C, ổ đĩa D, bài tập thực hành 3, thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình.
chết, mình bị chưa kịp copy rồi, sai nhỏ, nhanh quá. Ok, đợi tí nó copy đi, mình nhanh quá nó lại sai. Thực ra người ta nói là di chuyển, nhưng mà chúng ta có thể copy cũng được, bởi vì di chuyển là nó mất cái cũ ở trong cái thư mục của OC, nhiều khi nó là dẫn ảnh hưởng đến máy bị lỗi á, cho nên là chúng ta copy là được rồi. Stop. Rồi mình chọn hai file, Ctrl C vào ổ đĩa D, bài thực hành 3, Thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình, chép hai file đó vô đây. Ồ, các bạn biết lý do tại sao không? Tại vì hai file mình tìm ra nó cùng tên, sorry, mà đó cũng là một cái vấn đề cần quan tâm. Rồi, ví dụ như là chỗ này là Remy, để riêng thì được, nhưng mà để chung thì nó lại đè. Ok, bạn chép hai file mà nó không cùng tên á. Ctrl C qua đây, Thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình. Rồi, như vậy là bạn có hai file, một là license, hai là Remy. Ok, xong. Tiếp tục, tạo văn bản mới, thực hiện yêu cầu sau. Lưu văn bản trong thư mục lưu bài thi với tên hoặc họ tên. Cái này rất nhiều người nhầm, chứ thực ra không sai. Rồi, bây giờ, trước tiên, cách 1 nhé. Cách 1, mình làm đúng theo đề. Cách 1, tức là tạo văn bản mới, sau đó lưu. Tạo văn bản mới, bạn mở Word lên. Tạo văn bản mới, sau đó lưu, save. Hoặc là bạn vô menu file, bạn chọn save. Rồi ở chỗ này nè, bạn lưu vô đâu? Bạn lưu vô đâu? Nó ra một cái bảng rất là nhiều thứ, thì bạn tìm giúp cho thầy là lưu trong máy này. Đó, lưu ở đâu? Lưu ở, bạn chọn Browse, tìm kiếm đến cái thư mục. Nhớ lưu đúng nha. Còn không, mặc định nó sẽ lưu trong Document. Mà khi nó lưu bài của bạn trong Document, cái lúc mà giáo viên chép bài về để chấm á, là không có gì cả. Và cái này rất nhiều người bị. Rất nhiều người bị. Các bạn chọn đúng ổ đĩa, đúng thư mục lưu bài thi. Ở đây gõ vô là Word. Đúng không nào? Bạn gõ vô Word. Xong rồi, họ tên. Word họ tên. Trần Quang Bình. Và mình có cần chấm docx không? Không, tại vì Word của mình nó đã tự chấm rồi, mình không cần chấm nữa. Thì cái file của mình nó đã được lưu ở trong thư mục lưu bài thi. Và bạn, khi bạn lưu xong, bạn quay trở lại cái thư mục này giúp thầy, và chắc chắn rằng chúng ta đang có file. Để khi mà giáo viên người ta chép nguyên cái thư mục này về nè, thì sẽ có bài của mình ở bên trong. Câu tiếp theo, lưu văn bản xong, đó là cách 1 ha. Giả sử bây giờ mình chưa có file Word này, giả sử mình chưa có file Word này, thì các bạn không cần phải mở Word trước
mà các bạn ở đây các bạn click chuột phải, các bạn chọn New Microsoft Word Document và các bạn gõ vô đây. Trần Quang Bình. Sau đó mình sẽ mở cái file này lên và mình làm việc với cái file này. Thì cách 2, bạn sẽ đảm bảo chắc chắn rằng cái file của mình nằm đúng thư mục và nội dung file của mình làm lưu ở đây. Có nhiều bạn cũng tạo giống như thầy mà lại không mở file này lên làm, mà lại mở Word trực tiếp, lại làm ở Word rồi lưu ở một nơi nào đó mà không biết. Sau đó đến khi chép bài, giáo viên báo rằng file này không ký lô bài, thế là hỏng. Chắc chắn là file này của mình. Setup định dạng trang A4 và kênh, cái này là kênh gì đây? Kênh lề, nó có chuẩn sẵn. Thì chúng ta sẽ format layout size, các bạn chọn trang A4 và kênh lề nó có sẵn đây rồi. Đây là những cái tên mà nó có sẵn, các bạn sẽ sử dụng trong cái quá trình ra đề thi là người ta đưa mấy cái tên này vô, hoặc là người ta cho các bạn là top bao nhiêu, button bao nhiêu, left nhiêu, right nhiêu. Thì lúc này mình làm gì? Custom ở dưới để mình chọn left right theo người ta, được không? Còn bây giờ mình chọn là mình chọn theo cái chuẩn mà người ta đưa ra. Xong, chèn tiêu đề đầu trang. Thực ra cái chỗ này đúng ra là trang đầu, trang đầu với cái kiểu là alpha b, thay cái nội dung là dữ liệu thành trung tâm tin học Đại học Sư phạm. Thì bạn vô phần insert cover page, chèn cái trang đầu cho cái văn bản của mình. Đó, bạn sẽ chọn một cái kiểu, nếu như nó có đúng cái tên thì chúng ta chọn cái tên này nè. Đó, còn nếu như mình không tìm thấy cái tên mà người ta để ở trong đề thì bạn chọn một cái nào đó. Bạn chọn một cái nào đó. Rồi, mình thay cái này bằng cái gì? Trung tâm tin học Đại học Sư phạm. Trung tâm tin học Đại học Sư phạm. Như vậy là mình đã có xong cái trang nhất. Trang nhất mình có rồi. Tiếp tục. Nhập định dạng văn bản theo mẫu sau. Cái này nhập được không? Chắc là thầy khỏi cần phải nói lại đúng không nào? Chỗ này dùng gì? Word Add. Ở đây dùng cái gì? Dùng gì các bạn? Bullet ha, bullet numbering. Ở thư mục home các bạn chọn bullet numbering. Nhớ cái này nhé. Ở chỗ chấm chấm này làm gì? Tab stop. Đặt tab stop gì đây? Kênh phải thì đặt tab stop phải. Cái này ở trong cái video trước thầy có nói rồi. Rồi tiếp tục nào. Số thứ tự công ty, địa chỉ, điện thoại, website. Chỗ này 1, 2, 3, 4, 5. 5 cột 3 dòng. 5 cột 3 dòng. Nếu mình gõ vô, mình bôi đen, mình tô nền được càng tốt, còn không kệ nó đi, tí nữa tính sau. Rồi qua câu Excel. Tương tự như vậy, tạo cái bảng tính ở trong cái lưu bài thi và Excel họ tên. Như vậy giả sử mình đã làm xong Word, các bạn bấm lưu giùm cho thầy một cái. Và nhớ trong quá trình mình làm xong một cái gì đó, nhớ bấm lưu giúp thầy.
đừng có để đến cuối cùng mới lưu nhé. Lỡ nó cúp điện hoặc máy treo hoặc là một sự cố nào đó mất bài. Ví dụ tạo framework ra, xếp được trang A4, xếp được trang A4, đổi được cái kênh lề, lưu liền, chưa có gì cũng lưu. Tạo cái trang đầu cover page, tạo xong lưu liền. Giả sử nội dung dưới này đã xong, nội dung đã xong, lưu lại cho thầy cái Ctrl S, đóng lại. Để đảm bảo chắc chắn rằng bài mình có, các bạn mở cái file này ra lại một lần nữa kiểm tra chắc chắn có, đóng lại, xong Word. Tương tự như Excel, nếu như mà bạn mở Excel trước thì nhớ lưu đúng folder, còn không chúng ta vô đây chọn New Microsoft Excel Worksheet, và ở đây bạn chọn Excel Trần Quang Bình. Tùy theo cái format đề nhé, người ta yêu cầu gì thì mình ghi đấy. Ngày mốt đi thi đừng có để Excel Trần Quang Bình nhé. Người ta yêu cầu mã số dự thi rồi số máy rồi gì đó thì các bạn gõ đúng cho thầy. Rồi tiếp tục nào. Rồi họ tên, nhập dữ liệu. Thầy nói rồi, nếu như cái đề người ta cho A có, B có, C, D, E, F, G, H và dòng 1, 2, 3, 4 thì mình làm giống người ta. Và cái cột A nó nhỏ, nếu mình kéo lại được thì kéo, còn không bỏ, cứ làm. Không nhất thiết phải ngồi đó mà tị mọ cái này. Tiếp nữa nào, cái mà hồi nãy thầy nhắc nè, ví dụ kẻ khung, đúng không nào, từ cột B5 cho đến H8, ví dụ B5 đến H8, B5 đến H8, ok, cứ vô đây kẻ khung đây cho thầy, all border hết, làm bài. Nếu mà không kịp nữa khỏi kẻ khung. Còn nếu mà kẻ khung kiểu này rất nhanh, nhập liệu vào, làm bài. Lúc người ta chấm bài của các bạn, người ta xem thử là ồ có kẻ khung hay không. Nếu như bài của các bạn đã làm hết rồi, người ta xem thử bài của mình có nên cho 10 điểm hay không, thì người ta quay lại xem thử là cái border này có in đậm hay không. Còn nếu không thì chẳng cần quan tâm, được không? Nếu bài của các bạn không hoàn hảo lắm thì chỗ này có thể người ta sẽ cho điểm full cái phần kẻ khung, người ta không quan tâm đến cái chuyện kẻ khung này. Còn nếu như mà mình muốn kẻ khung có nét đậm luôn thì làm sao? Cái này là phải làm xong Excel rồi mới quay trở lại nha, chứ lúc đầu vô mà không biết đường mà cứ ngồi đó mà tị mọ mà làm cái này á, hết thời gian á ha. Mo chúng ta lấy nét đậm, sau đó chúng ta chọn outline, chọn outline, ok, thì cái outline của mình nó nét đậm, còn cái in thì nó bình thường đấy. Như vậy thì các bạn thấy là với một cái đề mà để mình làm nhanh thì cũng không khó lắm. Cái tiếp theo, ví dụ trong đề này có ngày tháng. Và cái này xui nhé, xui. Mình ngồi trúng cái máy mà nó format tháng trước, ngày sau. Giả sử như mình ngồi cái máy mà nó format tháng trước, ngày sau, giống như thế này. Bây giờ giả sử cái file Excel của thầy đi, thầy nhập vô là 12/22/2016, nó chịu không? C6 12/20/2016 theo các bạn đúng hay sai? Ngày này là đúng hay sai? Để như vậy
không biết, không biết, kéo cái cột này ra giúp thầy, rộng hơn, và ngày của mình nhập sai, ngày nó phải canh phải, mặc dầu mình nhập giống đề đấy, nhưng thế nào nó không giống máy. Máy của mình đang định dạng là 13, 11, 20, thì bạn phải nhập giúp cho thầy là 22-12-2016. Ok, xong nhé, nhập đúng cái này nhé. Bây giờ mình làm sao mà nó hiển thị giống đề nào? Đơn giản là bạn sẽ vô bạn format lại giúp cho thầy. More, ở đây nó để là date, là theo định dạng của máy. Bây giờ mình vô mình chọn custom, mình chỉnh lại nó ha, chỉnh lại nó tháng xuyệt ngày xuyệt năm, 4 chữ y là nó ra năm. Rồi 22-12-2016. Nhưng đây là view, còn giá trị thực sự của nó nè là ở đâu? Như vậy đây là mình view, mình thấy là 12-22, nhưng mà giá trị thực sự của nó mình nhập vào nè, được không? Như vậy thì nhập là phải nhập theo theo máy. Còn mình muốn hiển thị tháng trước hay ngày trước thì mình vô mình format lại cho nó, thì nó sẽ theo mình. Đừng có đi chỉnh máy nha. Có nhiều bạn vô đây chỉnh format ngày tháng của máy, đừng. Bạn format cái này giúp cho thầy, format cái ô này nè. Ví dụ như chỗ này thì bạn chọn hết tất cả các ô, bạn format ngày tháng ở đây là month, date, year. Đấy, bạn format ở đây giúp cho thầy. Và khi mình nhập vào nó phải canh lề phải thì đúng. Trên này mình không có canh lề gì hết nhé, nó tự động canh lề phải. Còn nếu mình nhập vô mà nó canh lề trái là sai. Ví dụ bây giờ thầy nhập 12-23-2016, theo các bạn chuyện gì sẽ ra? 12-23-2016, nếu thầy enter chuyện gì xảy ra? Nó canh lề phải hay canh lề trái? Thầy nhập là 12-23-2016, tại sao? Tại vì cái ô này mình đã format cho nó là tháng ngày năm. Nếu như bạn nhập vào mà nó lỗi 23-12-2016, tại vì sao? Hồi nãy mình nhập gì nào? Mình nhập vô là 12-23 là nhập đúng đề đúng không? Có phải nhập đúng đề không? Đề thì yêu cầu gì má? Đây đề người ta yêu cầu nè. Có phải đề người ta yêu cầu là 12-23 không? Nhưng mà máy của mình đó là gì? Ngày trước tháng sau. Máy của mình đầu vào là ngày trước tháng sau. Mình nhập cái máy sau, còn cái chuyện đó hiển thị cái gì là do mình được không? Đó, lúc nhập liệu là phải nhập theo cái máy này giúp thầy là ngày trước tháng sau, thì mình phải nhập đúng cho nó là ngày 23-12-2016. Sau khi mình enter xong, nó lấy dữ liệu của cái ô đó, nó hiển thị lên lại dựa theo cái gì? À, dựa theo cái format của mình. Đấy,
Như vậy thì trong Excel các bạn hay sai là sai ở chỗ này. Đó là một số cái lưu ý. Rồi, lúc nãy có bạn hỏi thầy về cái phần PowerPoint và gần như là xác suất ra cái phần này khá nhiều. Thì sẵn thầy chỉ luôn chỗ này. Ví dụ mình có ở đây trang 1 đi. Ví dụ trang 1, trang 2, trang 3, trang 4. Mình soạn xong rồi đúng không? Hoặc là bạn soạn một cái trang mới đi. Trang 1. Ở đây là bạn để là trang đầu. Tiếp theo. Trang 2. Tiếp theo. Trang 3. Tiếp theo. Trang 4. Nội dung của các bạn sẽ soạn ở các cái slide này. Nếu đề người ta yêu cầu chỗ này, nhảy đến trang 2. Tương tự nhảy đến trang 3, nhảy đến trang 4. Còn nội dung của nó là cái gì là tùy theo đề nhé. Nhảy đến trang 4. Mục đích của người ta là chọn cái này, click chuột phải, hyperlink, liên kết. Trong liên kết này nó có liên kết đến những cái trang, những cái file hoặc là cái web hiện tại các bạn đang mở. Ví dụ như là file là những cái folder, hoặc là những cái trang web mà bạn đã từng xem, hoặc là cái file mà chúng ta đang mở ở dưới này. File chúng ta đang mở ở dưới này. Bây giờ mình cần là liên kết đến chính cái trang mà mình đang cần. Nếu đề người ta yêu cầu liên kết đến trang đầu tiên thì là first slide. Người ta yêu cầu liên kết đến trang cuối cùng, nó là last slide. Liên kết đến trang tiếp theo là next. Liên kết đến trang trước đó là previous. Còn mình đang liên kết đến trang 2. Ok. Tương tự như vậy, mình liên kết đến trang 3. Tương tự như vậy, mình liên kết đến trang 4. Thì khi mà mình trình chiếu lên, bấm chuột vào, nó đến trang 2. Được chưa nào? Bấm chuột vào, nó đến trang 3. Nếu như trường hợp người ta yêu cầu từ trang 2 sẽ quay về trang chủ, tức là trang đầu tiên, thì mình sẽ tạo thêm một cái nút tùy cái đề. Nếu đề người ta cho mình tạo icon thì nó có nút home, go home. Rồi mình tạo cái icon. Nó hỏi làm gì? Bởi vì cái này nó là button, nó có hành động sẵn, thì nó tự hỏi và nó nhảy về first slide. Bởi vì cái nút của mình là nút home. Nếu như vậy thì mình tạo cái nút này. Còn không mà người ta yêu cầu có chữ quay về chẳng hạn, người ta yêu cầu chỗ này là chữ quay về. Đó, người ta yêu cầu chữ quay về. Chọn màu mè tí cho nó đẹp. Ví dụ thế. Quay về. Thì khi mình trình chiếu cái này lên, nó không có quay đi đâu hết trơn á, bởi vì nó không có action cho nó. Thì mình cũng làm tương tự. Click chuột phải, chọn hyperlink, chọn first line. First line. Ok. Đối với trang 4, mình có cần làm lại không? Không cần. Mình có thể làm gì? Copy chữ quay về, hoặc copy cái icon này, cái button này để mình dán xuống. Giả sử Ctrl C
qua đây Ctrl V và chúng ta đã có chữ quay về. Trình chiếu thử xem nào. Quay về trang đầu, nhảy đến trang 3. Quay về trang đầu, nhảy đến trang 2. Quay về trang đầu. Như vậy, trong phần slide chủ yếu là người ta sẽ yêu cầu các bạn tạo một đối tượng nào đó. Tạo một đối tượng nào đó. Rồi cho đối tượng này trình chiếu, đúng không nào? Cho đối tượng này trình chiếu. Đó, ví dụ mình có hai đối tượng. Người ta là yêu cầu đối tượng thứ nhất là khi click chuột thì sẽ xuất hiện. Đây, animation. Trong này thầy nhắc lại, enter là xuất hiện. Đây là làm gì? Biến đổi sau khi xuất hiện. Ở phía dưới này, exit là biến mất. Ở dưới này, hành động theo những cái đường dẫn cụ thể. Mình muốn nó đi theo đường. Như vậy, giả sử mình chọn xuất hiện và bạn không thấy cái lựa chọn bên này thì bạn bấm vô đây giúp thầy. Đây, hành động của mình khi click chuột thì xuất hiện. Đối với lại bức tranh 2, giả sử bạn add play là bay từ dưới lên. Nhưng chỗ này người ta yêu cầu là bức tranh 2 xuất hiện cùng lúc với bức tranh 1 thì mình làm gì? Lựa chọn ở đây, chọn cái nào? Cùng lúc. Chọn cái thứ nhì hay cái thứ ba? À, cái thứ hai là xuất hiện cùng lúc. Còn cái thứ ba thì sao? Xuất hiện sau khi cái trước đó, nếu người ta yêu cầu xuất hiện cùng lúc. Mở lên xem. Click chuột, hai cái xuất hiện cùng lúc. Được chưa nào? Nếu như người ta có yêu cầu chuyển trang. Chuyển trang. Cái này là gì? Xuất hiện của từng cái object trong slide. Còn nếu người ta yêu cầu chuyển trang thì nó không phải nằm ở cái menu này nhé. Mà nó nằm ở đâu? Transition. Đó, transition. Bạn sẽ chọn cho cái trang 2 nè. Chuyển trang. Mình bắt đầu test. Mình view trang 1. Bấm lấy chuột sang trang 2. Thấy nó đẩy từ dưới lên không? Nhưng khi bạn lấy chuột sang trang 3 là cái chế độ chuyển trang không có. Mình đổi cái cách chuyển trang đi cho các bạn thấy nó hấp dẫn tí. Ok, chuyển sang trang 2. Còn cái mà chuyển sang trang 3 này không có. Bây giờ mình set cho nó chuyển sang trang 3. Mình insert một cái picture để cho nó dễ nhận dạng. Mình chọn transition cho cái này là ok. Trang 1 không có nha. Trang 2 có, trang 3 có. Trang 1 xuất hiện không có gì. Trang 2, trang 3. Đó. Như vậy thì các bạn thấy là chúng ta đang setup cho nó là transition, là chuyển trang. Còn cái bức tranh này nó xuất hiện là hành động cho từng đối tượng. Được chưa nào? Như vậy thì các bạn còn thắc mắc gì nữa chỗ này không? Nếu có